Con này gì lục xí thành này. Kem F2. $23 triệu. Nhanh gọn lẹ anh em. Trại bò Thanh Tính, ấp Tư Thành Phú, cầu Trà Vinh. Em chuẩn bị chốt một xe đi Tây Ninh với Tiền Giang. Anh em mua đủ số lượng em giao tới nhà luôn ha. Chú mua rất mau lẹ luôn. Cạnh nuôi chà bá nữa.